Xin chào quý ông bà anh chị em. Chào cô Bích, hôm nay cô khỏe rồi, khỏe không? Dạ, chú cho khỏe. Cảm ơn mục sư. Hello chị Hồng Linh, hello anh Rick. Chào cô Trang. Cô Trang này có khỏe không? Cảm ơn Chúa, xin chào tất cả anh chị em. Trước khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta xin được phép cầu nguyện. Chúa giáo sư con, Chúa con cảm ơn Ngài vì Chúa có giữ gìn hội thánh Chúa quý ông bà anh chị em, Chúa con từ người lớn đến người nhỏ được mọi sự bình an trong sự che chở của Chúa. Buổi tối hôm nay chúng con đến với Chúa và lời Ngài, xin Chúa Thánh Linh đầy dẫy lòng con cũng như quý ông bà anh chị em, Chúa con để người nói, người nghe, người học hỏi sẽ được phước của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, Chúa dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, từng rồi chúng ta học mở đầu cái bài học là tình cảm thành hiến. Chúa Giêsu khóc về đền thờ Jerusalem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37 và Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 2. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi, như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khấn. Này nhà các ngươi sẽ bị bỏ quên, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước thay cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 2 thì có chép Ngài phán rằng các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Và thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Đây là lời
tiên tri của Chúa nói sau khi Chúa thăng thiên khoảng năm 70 thì dân La Mã đã tấn công xứ Do Thái và san bằng cái đền thờ, san bằng đền thờ Jerusalem, cho nên dân chúng thì tản lạc ra khắp nơi trên thế giới. Và cái đền thờ Kinh Thánh nói là không còn, Chúa nói không còn một hòn đá nào chồng lên hòn đá nào. Cái kinh khủng với ông bà nha. Thì ở trong tuần rồi mình học về nó là lý trí, tình cảm, ý chí và tổng thể nhân cách của con người. Tuần rồi mình học tới câu số 11, câu số 10 thì nói là cũng giống như chúng ta, Chúa có tình cảm nhưng mà dĩ nhiên tình cảm của Ngài không bị lệch lạc bởi tội lỗi và được kiểm soát trọn vẹn. Ở trong Matthew đoạn 23 câu 37 thì nói hỡi Jerusalem, người giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Chúng ta thấy có cả cái tình cảm ở đây, Chúa luôn luôn là mục đích. Chúa xuống thế gian, dĩ nhiên là câu Kinh Thánh dân đoạn 3 câu 16 nói là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất và được sự sống đời đời. Nhưng mà Chúa phê bình hơn dân ngoại là con cháu Israel, giống như cứu gia đình mình trước á. Chúa hứa với tổ phụ là dòng dõi này và dòng dõi thánh mà tuyển chọn mà, cho nên Chúa đến để Chúa cứu. Chúa chọn dân Israel trước, nhưng mà họ làm gì? Cái tình cảm của Chúa dành cho dân chủ của Chúa nhiều hơn phải không? Giống như ở trong nhà mình là con cái anh chị, con cái cha mẹ thì ưu tiên nhiều hơn những người dân nước lạ, đúng không? Đồng ý không? Mà câu 37 này Chúa nói là hỡi Jerusalem, người giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng người, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp dí sánh như gà mái túc gà con vậy. Nhưng mà họ không có nghe, họ không có lắng nghe, họ không thấy. Họ biết nhưng mà họ nhắm mắt, họ làm ngơ. Cho nên cái tình cảm của Chúa nằm cho dân sự của Chúa trước. Tại từ mấy tuần trước chúng ta học Matthew đoạn 1 đó, câu 23 đó, câu 23 đến câu 25 thì thiên sứ mới nói với ông Joseph đó, là ngươi đặt tên là Giê-xu vì con trai đó sẽ cứu dân ai? Cứu dân Israel ra khỏi tội. Cứu dân mình ra khỏi tội trước nha quý ông bà anh nha. Cứu dân mình ra khỏi tội trước. Cho nên đó là mình cái favorite, cái điều quan trọng là mình phải cứu gia đình mình trước, giống như ông Noe, ông đóng tàu để cứu gia đình mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì ông cũng phải giảng đạo. Ông giảng đạo, đây cứ ăn uống cứ gã, ta đâu tin đâu. Nên đến nước lục vào tạo thì họ đâu tin, cho nên họ đâu được cứu, mà chỉ cứu được gia đình ông thôi. Cho nên mình quan tâm đến gia đình mình, có tình cảm, mình nghĩ đến gia đình mình, cầu nguyện, xin Chúa thương xót gia đình mình, cứu gia đình mình trước. Chúng ta thấy khi mà đi lên máy bay á, thì lên máy bay mấy cái nhân viên chiêu đãi viên đó, thì họ có những cái thao tác. Khi mình lên máy bay là trước khi máy bay cất cánh thì mấy cái cô chiêu đãi viên đó là họ cầm mấy cái cọng dây xích bèo với cái ống dưỡng khí đó để họ thao tác, họ hướng dẫn mình.
nếu mà máy bay có cái emergency khẩn cấp á, bị tai nạn hay gì á, thì trước nhất là mình làm gì trước? Thứ nhất là mình làm gì trước? Trước nhất là mình lấy cái ống dẫn khí là mình đặt vô lỗ mũi mình trước, chứ mình không có lấy ống khí mà mình đặt vô người khác. Thứ nhất là mình phải phải an toàn trước đã, mình có cái ống dẫn khí rồi mình phải lấy cái ống dẫn khí, kéo cái ống dẫn khí mình phải đặt qua cái người kế bên. Đó là cái quan trọng, cái đó là mình phải giống như là mình phải lo cho mình trước. Cái sự cứu rỗi, cái tình cảm năm nay Chúa đến là cứu dân mình, mà cứu dân mình ra khỏi tội. Cho nên đó là cái tình cảm của Chúa nằm ở trong đó, trong câu Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37. Cho nên chúng ta thấy cả cái tình cảm của Chúa lẫn cái dân dân Israel tại Jerusalem, và cái tình cảm đó có biểu hiện là thù ghét hay là yêu thương. Câu số 10 á, câu số 10 á, A là thù ghét dân dân thành Jerusalem, thù ghét Chúa. Rồi B là họ yêu thương Chúa Giêsu hả? Yêu thương Chúa Giêsu. À, có một số người hầu tối ở bờ hồi hôm Chủ nhật tuần rồi thì ông ngoại á, ông Nguyễn Văn Lực á, ông bố vợ tôi á, có dạy trường Chủ nhật trong Luca mà khi Chúa Giêsu mà bị đóng đinh á, quý ông bà anh chị em, thì xưa giờ mình cũng cũng nghe nhiều mục sư giảng, mình cũng giảng mà mình cũng để ý, nhưng mà thấy thấy ông Lực cũng nói con cái ý thì cũng hay, nghĩa là cái dân thành thi thi đem mục đích là nó thù Chúa đó, thù Chúa tại vì sao, bắt đóng đinh Chúa tại vì nó hùa theo cái đám hàng giáo phẩm, cái quyền lợi Chúa phá cái quyền lợi đó, Chúa đổ chim bồ câu rồi đổi bạc rồi thả bò ra kia, rồi Chúa bệnh dây Chúa đánh cho nó, nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân, sao các ngươi làm ra trở nên hang tổm cướp, đúng không? Thì một số mục sư ông cụ nói, một số mục sư giảng là ô, cái đoạn văn hôm trước thì nó nói Hosanna, mà đoạn văn hôm sau là nó nói đóng đinh Chúa Giêsu để thay thập tự. Mà thật ra không phải, quý ông bà anh chị em, cái đoàn dân mà đi theo Chúa nó không có chống Chúa, chỉ có mấy nó len lỏi do một số Pharisee Sadducee đến bắt bẻ thôi. Cái đoàn dân mà nó nói đóng đinh đó, cái đoàn dân đó là đoàn ở tại Jerusalem, nó phản loạn, chứ mấy đoàn dân khác ở mấy cái xứ Galilee làm sao nó ấy được. Cho nên mình thấy là cũng có một số nó sắc sắc động, nó sắc động, mà nhất là cái đám ở Jerusalem là đám rất là dữ, thành phố thành thị mà, cho nên đóng đinh Chúa Giêsu thập tự. Mà rồi thì sao, mấy tên lính thì cũng chia nhau áo sống, nhưng mà thay đổi thì sao, khi mà Chúa tắt hơi thì thay đổi nói thật người này là con của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy là những người đàn bà ở Jerusalem á, khi mà khóc á, khóc về Chúa Giêsu đóng ngực, khóc về Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu nói các người đừng khóc với ta, mà hãy khóc về con cháu các con, các người á, khóc về con cái. Mà đúng là ở trong qua đoạn 24 câu 2 thì Chúa nói đúng, thì Chúa nói là Ngài phán rằng các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá nào mà không bị đổ xuống. Thì chúng ta thấy đó là cái ngày mà dân La Mã tấn công xứ Do Thái và san bằng dân ở đền thờ Jerusalem, và dân Kinh Thánh nói là máu lên tới mắt cá ngựa, dân Israel lúc đó đi tản lạc, tại vì nó nói là đóng đinh thắng lên cây thập tự, đóng đinh thắng lên cây thập tự, thì nói là thôi huyết của người này đổ lại cho con cháu chúng tôi, đúng không? Đó là
những kẻ mà muốn giết Chúa, mà nói thôi tha cho Ba-na-ba mà đóng đinh Chúa Giê-su thật rồi, mà huyết của người này là đổ lại cho con cháu chúng tôi, mà đúng thiệt. Và các bà thì thương Chúa, khóc vì Chúa, những người đàn bà đi theo Chúa ở Jerusalem khóc, nhưng mà Chúa kêu đừng có khóc, hãy khóc về con cháu của các người. Hay quả thật đây là cái lời tiên tri mà Chúa nói thật là đúng, ứng nghiệm sau 70 năm thì dân Do Thái tản lạc khắp nơi thế giới, nhưng bây giờ Chúa thương, Chúa đưa họ về. À, lúc năm 47-48 cho đến ngày hôm nay, quý vị thấy quyền khối Ai Cập nó hè nhau, nó quýnh Do Thái. À, Do Thái rất là dữ tợn, dữ mà nó cũng ác nữa. Cho nên đó là tại vì cái sự sống còn của nó mà ở vùng Do Thái, mà cho nên đó là rất là kinh khủng. Cho nên ở đoạn 23 thì Chúa rủa những kẻ Pharisee, hàng giáo phẩm là khốn. Và qua đến đây thì chúng ta thấy cái tình cảm Chúa nằm cho dân sự của Chúa. Nhưng mà Chúa nói bao nhiêu lần, Chúa giống như gà mẹ trúc con, nhưng mà họ không có nhìn nhận. Như vậy thì trong câu 11 đó, chúng ta thấy đó, cái sự thù ghét của hàng giáo phẩm, cái Pharisee, thù ghét biểu lộ bởi cái việc gì? Câu số 11 á. Dạ, họ giết và ném đá. Họ giết và ném đá những cái đấng tiên tri. Giết và ném đá các đấng tiên tri. Trong đoạn 23 thì Chúa nói họ giả bộ, họ làm mộ cho cái đấng tiên tri cho nó đẹp bề ngoài. Nhưng mà thật ra Chúa nói là khốn nạn, kẻ giả hình. Là họ nói là nếu mà họ sống cùng thời tổ phụ á, họ không làm vậy. Nhưng mà họ là tổ cha tổ phụ, đúng không? Tổ cha những người tổ phụ đi giết đấng tiên tri nữa. Cho nên đó là chúng ta thấy cái tình yêu của Chúa đó biểu hiện qua cái việc Ngài muốn nhóm dân sự của Chúa lại để Chúa bảo vệ, để Chúa cứu họ. Nhưng sao? Như là gì? Câu phần bi á, câu 11 phần bi đó, nhìn gì? Như gà mái nhóm gà con dưới cánh của mình. Như gà mái nhóm gà con ở dưới cánh của mình. Bao nhiêu lần Chúa nhóm họp lại, giống như bao nhiêu lần mình đi và thở, Chúa nó chớ bỏ qua sự nhóm lại những mấy kẻ vàng đảng. Mình thấy ngày Chúa gần đến rồi mình phải xúc sắng, họ coi mình bị bỏ lại mình ở dưới mà, ở trong cơn đại nạn là kinh khủng lắm quý vị và nha. Cho nên mình phải nghe tiếng của Chúa, mà nghe tiếng kèn của Chúa không phải ai cũng nghe được, mình phải tỉnh thức mình mới nghe được. Thức canh cộng miệng, mình phải tỉnh thức mình mới nghe được tiếng Chúa. Vì vậy cho nên bao lần Chúa túc, Chúa ví dụ giống như con gà mẹ túc gà con, nhưng mà họ không, tình yêu của Chúa vô vào bến mà. Tại vì Chúa lúc đó rất là rõ cho ông thiên sứ đến nói với ông Giuseppe trong giấc tiên báo là ngươi sẽ đặt tên là Giêsu, con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chúa cũng được rồi, danh xưng của Chúa cũng được gọi là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời hàng không chúng ta. Thì chúng ta thấy đó, ở đây đó có ví dụ về hai tình cảm của Chúa. Cái tình cảm mạnh liệt nhất của con người đó là hai cái tình cảm nào? Câu 12 phần A. Dạ. Yêu thương và thù ghét. Con người mình nó có cái tình cảm, một là yêu thương, hai là mình không thích, mình không ghét. Nhiều khi nó vô mình không ghét nhưng mà mình không thích. Giờ nói ghét hơi nặng, nhưng mà mình nói thôi mình không thích, mình không muốn quan hệ, mình không muốn nói kết, hay là dùng bây giờ nói kết, hay là fellowship hoặc connection, mình không muốn nói kết, mình cũng không muốn
tâm giao mình cũng muốn là quan tâm, mình không muốn gần gũi, mà mình cũng muốn, mà mình không có dùng chữ ghét họ, mà cũng muốn không. Nhưng mà ở cái từ cũ thì nó là yêu thương và ghét, nó rõ ràng. Yêu thì nói yêu cho lắm, cắn cho là đau. Cho nên nó là con người là phải có yêu và có ghét, đúng không? Có yêu là có ghét. Nhưng mà tình cảm nào nguy hiểm hơn? Cái yêu với ghét là cái nào nguy hiểm hơn? Ghét. Cái ghét phải không? Ghét người ta ghét. Ghét người ta, ghét nó dẫn đến thù. Nó dẫn đến thù, nó đến cái action, nó đến hành động. Nó đến hành động và nó có thể dẫn đến vụ án nữa, án mạng nữa, án phạt nữa. Có câu chuyện kia, có hai đứa học sinh ở trong high school. Chuyện này chuyện thiệt nha. Thì một đứa thì được làm cheerleader. Bây giờ biết làm cheerleader là gì không? Nó bằng kết rồi nó múa đó, mấy cái đậu banh mà nó múa. Thì cái con của người bạn thì được chọn trường, chọn làm cheerleader. Còn cái con của bà này á, thì con chọn làm cheerleader. Cho nên cái bà má của cái cô mà không chọn được làm cheerleader thù ghét một đứa bạn học cùng lớp với con mình. Cho nên bà tìm cách để bà giết. Bà giết cái đứa được làm cheerleader của gì. Cho nên cái lòng hận thù á, cái lòng hận thù nó rất là ghê lớn lắm. Nó có thể nói những lời làm cho người ta tổn thương, làm người ta đau khổ, và có khi người ta bị ung thư, người ta đau khổ quá, người ta nghĩ đến nó, người ta đau khổ quá, nó sinh ra bệnh rồi chết. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy cái từ ghét đó, nó ghê gớm, ghét. Nó yêu thương thì mình không nói rồi, mình thấy trường hợp ghét nhau như hai vợ chồng mình mà không còn thương nhau nữa rồi bắt đầu là sao? Ghét, không ưa nhau, rồi tìm đủ mọi cách, hoặc đủ mọi cách để không muốn gặp nhau, rồi ly biệt nhau. Cho nên nó dẫn đến kinh khủng lắm. À, vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy đó. Ghét thường là một cái hậu quả của sợ hoặc là giận, có thể cai trị cả đời sống một con người. Mà ghét có thể biểu hiện nhiều cách. Ghét có thể là tức giận, có thể là ghen ghét, có thể là ganh tị, đố kỵ, có thể giết người, mặc cảm tự ti, và có thể dẫn đến sự giết người, hành động ghét, căm thù. Giống như cái in với Abel đó, nhớ không? Câu chuyện đâu nhắn đi ký đó. Người thì dân của tế lễ là sinh tế cho Đức Chúa Trời, Abel được Chúa nhận, còn cái in thì dân thổ sản. Ông nói ông làm thổ sản, ông dân có sao đâu, làm lúa thì dân lúa thôi. Nhưng mà thật ra khi mà con người phạm tội thì tổ phụ Adam, cha mẹ của Cain với Abel, nó có dạy là Chúa nói là phải dâng con sinh tế, chứ không phải dâng rau rau củ được. Này là dâng để mỗi năm để mà tha tội, mà chuộc tội. Nhưng mà Cain, hai người cũng nghe cha mẹ, cũng đồng nghe, chứ không phải không. Nhưng mà nghe một chuyện nhưng mà không làm theo. Giống như Chúa Giêsu dạy là cái người nghe mà làm theo cất nhà ở trên phần đá, và có người nghe mà không làm theo thì cất nhà trên bãi cát đó, nhớ không? Thì hai người đều nghe đó. Cả bên cũng nghe, cả anh cũng nghe. Nhưng mà sao với ông bạn xem? Không làm theo. Cho nên nó dẫn đến thù,
các anh làm gì? Thấy Chúa ban phước cho em mình, Chúa nhận lễ vật của em mình, thì ông cũng dâng nhưng mà Chúa không nhận. Tại ông tức giận, ông có cái sự ghen ghét, mặt ông gầm xuống. À, Chúa luôn luôn cảnh cáo ông trước, nói là ma quỷ đang rình rập, ma quỷ đang rình rập người trước cửa, người phải quản trị nó. Thấy không? Nó mình phải control, mình phải quản trị nó. Cái sự giận dữ của mình hay là cái tức giận mình nhất thời, hay là người ta nói mình một chuyện gì đó, mình tự nhiên mình giận dữ lên đó. Cái đó mình phải quản trị, mình phải control. Kinh Thánh, trái Thánh Linh nói là self control, mà là tiết độ. Cho nên mình phải control nó, với bạn mình nóng giận, người ta nói nóng giận thì bộ hiểu đường hết. Thì cả in á ghen ghét, có phải lòng ghen ghét ai mình, mà ghen ghét làm gì? Nó dẫn đến sự giết người, lấy đá đập em mình, giết em mình. Kinh Thánh nói gì? Sao người ghét đi gì ở trong lòng, vì ở trong lòng của Ca-in nó có cái sự ác, nó không có cái thành tâm, không có sự thành tâm, cho nên chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Ở trong văn thứ nhất, ông văn ông nói rõ về câu chuyện cả in quý vị. Đọc cho quý vị nghe nha. Thấy cái chữ ghét nó nguy hiểm. Vả lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Chớ làm như cả in, là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em thì chớ lấy làm lạ. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết và sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Bởi đó, chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta mà bỏ sự sống. Chúng ta cũng bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có cuộc cải đời này thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy. Hỡi các con cá bé mòn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Chúng ta thấy không? Hello, chị Trinh nè. Thì đây chúng ta thấy ông Giang là người mà được Chúa yêu ấy. Thì ông nói là mình phải yêu thương love one another, yêu thương lẫn nhau, mà chớ làm như cả in. Làm gì? Cả in thuộc về ma quỷ. Tại sao? Ông còn cùng là con của ông Adam Eva, và tại sao Chúa nói ông Adam là thuộc về ma quỷ? Vì sao người giết đi? Tại vì ông thuộc về ma quỷ, ông hành động theo ma quỷ, ông làm theo lời ma quỷ, cho nên đó là ông giết em mình. Kinh Thánh nói gì? Vì sao người giết đi? Bởi việc làm người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Đạo Giang nói tiếp là hỡi anh em, nếu mà thấy dân ghen ghét anh em thì mình đừng lấy làm lạ, don't be surprised. Mình đừng có thấy, trừ khi là mình ai vua, mình hùa theo thế gian thì người ta sẽ thương mình. Nếu mà mình đi ngược lại với họ, mình thuộc về Chúa thì họ bao giờ họ không thích mình. Cho nên mình đừng có ngạc nhiên. Mình đừng có ngạc nhiên gì, tại sao mà người ta không thích mình. Mình không có làm gì xấu, mình không có làm gì hại ai đó. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì mình tin Chúa, mình thuộc về Chúa, thì người ta sẽ ghét mình. Rồi, Kinh Thánh nói gì vậy? Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết và đến sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người và có sự sống đời. Tại sao đây ông Văn ông nói là ghét, nó ngay cái chữ ghét không là Kinh Thánh nói cũng là không có sự sống rồi. Mà ghét là kẻ giết người, mình chưa có hành động mà, mình chưa có action. Tại sao ông Văn ông nói mình là kẻ giết người?
Tại vì trong cái thâm tâm mình, cái suy nghĩ mình ghét người đó, mình suy nghĩ rồi nó sẽ dẫn đến cái tai hại, nó đi từ cái chuyện nhỏ đến cái chuyện lớn, và cuối cùng là cái hành động giết người, hay là trong cái tư tưởng giết người. Cho nên ông nói mình yêu thương anh em mình yêu thương mình, mà mình nói ai mà ghét anh em mình đó là kẻ giết người, mà anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống. Như vậy một người mà giết người khác là người đó không có sự sống đời đời. Giết người là thuộc ma quỷ đó. Ma quỷ là luôn luôn là, chúng nói ma quỷ là kẻ quỷ diệt, ma quỷ là kẻ cướp, kẻ trộm, đến để cướp bóc và quỷ diệt. Chúa Giêsu đến cho chiên sự sống trong mạng. Cho nên chúng ta thấy ma quỷ là nó luôn luôn làm cho người đau khổ, đem đến sự đau khổ, và nó cần trô con người để làm cho con người muốn hại nhau, ghét, ghen ghét nhau. Cho nên nếu mà mình thấy đời đời mà ghét mình, mình đừng có ngạc nhiên. Câu 19 này, bởi đó chúng ta biết lòng yêu thương, ấy là Chúa vì chúng ta mà bỏ sự sống, cho nên chúng ta cũng phải bỏ sự sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời này, đưa thấy anh em mình đang chặt dạ, cùng cực á, mà mình nói mình yêu bên Chúa không được. Chẳng hạn ở đây nói đến cái sự từ thiện như quý vị, ông nói rõ ràng nè. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, khó khăn á, thì lòng yêu mến Chúa thế nào ở trong người đó được. Có nghĩa là mình thấy người ta đói khổ mà mình không giúp, lòng mình chặt dạ, là mình bó lại, coi như mình khép lại cái lòng của mình, đóng lại. Mà mình nói mình yêu Chúa mà không được, Chúa kêu mình được cứu rồi thì mình sẽ làm được lành, mình giúp đỡ. Nhưng mà cái này thì mình nói ôi lòng mình yêu mến Chúa lắm, làm này kia, nhưng mà đặt ra đây sao cái lòng mình nó chặt dạ. Cho nên câu 18 ông Giăng ông nói vậy, hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng mà phải bằng việc làm và nó thật. Bây giờ thấy đó, là ông Giăng ông nói vậy, phải làm bằng cái việc làm, đừng có nói cái miệng. Mà nhiều người nói cái miệng ngọt ngào, mình nên cẩn thận với ông bà anh chị, mình phải cẩn thận, mình coi được cái hành động của họ sao, đừng có nghe cái lời cái miệng nói là ô Kinh Thánh nói chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi. Ô tôi thương anh đó, thương mà không có giúp đỡ, không thấy, không có một cái hành động gì, thì Kinh Thánh nói vậy chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, phải bằng việc làm. Là thật kinh khủng ha. Cho nên chúng ta thấy cái chữ ghét, ông Giang ông nói chữ ghét, ghét anh em mình là cái giết người. Cho nên quý vị thấy đấy, ông ca in ông ghét cả bên em mình, có hai anh em thôi, nhưng mà vì Chúa không nhận người ấy, Chúa kêu ông quản trị, ma quỷ đang rình rập trước cửa. Lúc mà Chúa Giêsu, trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem này, Chúa nói Chúa cầu nguyện cho ông Phi-rơ. Chúa nói ma quỷ đang sàn sải người giống như lúa mì. Ta cầu nguyện. Chúa nói Chúa cầu nguyện cho 11 môn đồ khi trước khi lễ tiệc thánh. Chúa nói Chúa cầu nguyện cho 11. Cho nên trong giường giết cho Hemene, Chúa cầu nguyện. Đi cầu nguyện đến 3 lần. Lần có ánh tiếng. Chúa cầu nguyện. Chúa nói 11 người môn đồ, sứ đồ, Chúa gìn giữ không có đứa nào bị thất lạc, không có đứa nào bị hư mất, trừ ra là Judas Iscariot thôi. Trừ ra, Chúa nói khốn, thà nó không sanh ra thì hơn. Trừ kẻ bị hư mất thôi nha quý vị. Cho nên đó là quý vị thấy không, từ cái sự ghen ghét mà ông Cain không hành động giết em mình, thì đây chúng ta thấy cái thương với cái ghét nó gần cái biên giới luôn. Nó nằm ở giữa, bên đây là ghét, bên đây là thương. Mà nếu mà chúng ta không có control, mình không có nhờ Chúa để mà control mình, thì mình dễ bị lắng ranh, mình dễ phạm tội, dễ mình ghét. Mà Kinh Thánh ông dân nói ghét là đạo,
như là giết người rồi. Mà người giết người thì không có sự sống ở đời. Cho nên chúng ta là con cái của Chúa, Chúa cho mình có cái lòng vị tha, lòng yêu thương. Nếu mà mình yêu thương không đủ thì thôi, mình đừng có liên hệ người đó. Nếu mà mình người đó họ bắt bẻ mình hay là họ đối xử với mình không tốt thì mình bớt đi lại. Chứ mình không phải mình tức. Mình tức quá. Không chỉ có ông kia ông nói thôi, bữa nay tôi đi nhà thờ với anh hội, tôi về tôi tính sổ hàng xóm. Là xin Chúa cho con ra, xin Chúa ra khỏi con 5 phút. xin Chúa ra khỏi con 5 phút để con tính sổ. Không được phải không? Cho nên xin Chúa hướng dẫn giúp đỡ mình để nhiều khi mình bực quá mình sẽ dẫn đến cái sự ghét, mà dẫn đến ghét mình bực mình mà ngủ không được, phải không? Tức quá ngủ, mấy người bực mình, mấy người không có bình an sao ngủ được. Cho nên xin Chúa cho mình có sự bình an, nhất là xin Chúa cho mình có cái tình cảm yêu thương. Rồi dân thành Jerusalem, như vậy thì dân thành Jerusalem tỏ lòng thù ghét như thế nào, bằng cách nào họ thù ghét? Câu 13 đó, bằng cách nào? Cô Trần, cô Bích. Bằng cách giết và ném đá. Bằng cách giết và ném đá. Giết và ném đá. Cái dân nó giữ được ha, giết đá dân. Người Chúa họ đến, họ kiếm cớ để bắt bẻ Chúa đó. Bắt bẻ Chúa, họ đưa đến một người phạm tội tại dân, mà là khai không có nhân chứng. Thường thường á, người Do Thái là phải có hai nhân chứng nha quý vị. Như vậy thì cái người đàn bà phạm tội tà dâm mà không có nhân chứng thì đó là bậy. Mấy người lão già này là bậy. Muốn đến á, muốn nói thì phải có hai thằng bắt mới được nha. Mà không lẽ là nó rình một cái bà này ngoại tình, nó rình hay là nó gài bẫy bà này để đem đến Chúa Giê-xu mà nó lại không có nhân chứng. Thường thường mình muốn ra tòa mà nhất là một nhân chứng hoặc hai, có hai nhân chứng, một nhân chứng cũng không có thiết thực, phải bằng hai nhân chứng. Thì nó bắt cái người đàn bà tại dâm này tại trận, gài bẫy bả, có thể gài bẫy, dùng để gài bẫy Chúa, nhưng mà cũng dùng gài bẫy bà này nhưng mà lại không có nhân chứng. Đem đến Chúa nói thôi giờ cái người đàn bà này phạm tội ngoại tình này, giờ hỏi Chúa xử sao. Giờ nếu mà Chúa, lực của Do Thái là lực của Mô-xe, Chúa đặt ra là nếu ngoại tình thì phải ném đá, đúng không? Còn nếu mà hai người ngoại tình thì phải ném đá cả hai, đúng không? Mà này không có nhân chứng. Thì Chúa sao? Chúa cúi xuống, Chúa vẽ dưới đất á. Vẽ đất. Thì ép Chúa, họ nói giờ Chúa phải xử. Thì tại vì không có nhân chứng, bây giờ mà coi như không có nhân chứng rồi, nó mục đích là nó muốn thử Chúa thôi mà. Chứ nếu mà bắt quả tang, không lẽ mấy người đó đi rình? Nếu đi rình thì nếu mà cái người đó muốn ngoại tình thì dễ gì mà bắt được, đúng không? Nếu mà người đó muốn ngoại tình mà dễ gì bắt được, cho nên cái này nó kệ bẫy thôi. Nhưng mà muốn ngoại tình đó, thì người ta cũng phải đi giấu, người ta cũng đi trốn đâu, dễ gì người ta cho biết. Nhưng mà nếu mà bắt được đó, thì phải có hai nhân chứng nha. Phải hai người, bạn này không có đem ra nhân chứng, nói là tồn tại vì bạn này ngoại tình. Thư Chúa. Thì Chúa mới nói gì? Ai là người mà thánh thiện, ai mà người không có tội thì ném đá vào này đi. Cuối cùng mấy lão già làm gì? Mấy lão già sống lâu càng có tội nhiều, đúng không? Không dám ném đá, bỏ đi hết, bỏ đi tới đám trẻ cũng đi luôn. Cuối cùng Chúa cũng kết án cái bà này, mà Chúa nói ủa, có thể là cái bà này bà nói giờ còn Chúa đây, còn một mình Chúa thôi, thì không biết Chúa có cách án bả không, hay là
hay là mấy người này đi hết rồi chắc Chúa lấy ném đá với Chúa ném bà này, cho nên bà cũng sợ đúng không? Nhưng mà Chúa nói là ủa, không có ai định tội ngươi sao? Thì bà nói không có ai định tội bà. Mà Chúa nói gì? Hãy đi, đừng có phạm tội nữa. Hãy đi đừng làm phạm tội, Chúa không định tội bà. Nhưng mà Chúa khuyên là đừng có phạm tội, nếu mà có tội á thì đừng có phạm tội nữa. Cho nên khi mà mình lên án hay là mình bắt cái gì lỗi hay là mình làm gì, mình phải có nhân chứng nha, mình phải có nhân chứng. Một sư đọc kinh thánh tới đâu rồi? Dạ. Bây giờ mình tới câu 13 rồi đó con. Câu 10. Tới trong kinh thánh á. Dạ. Ở trong kinh thánh á. Thì đang nói cái điều ghét. Đang nói cái chuyện người đàn bà tà dâm mà người ta đem ra đi nhờ Chúa xét đoán á, thì nói đến cái sự ghét đây, có người ta ghét, người ta ép, người ta muốn gài bẫy mình một cái điều gì đó, là người ta muốn ghép cái tội mình. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, muốn ghép tội là phải cần có cái nhân chứng, thứ nhất là hai nhân chứng mới có thể kết tội người ta được. Người ta gọi giờ người ta nói là bồi thẩm đoàn á, quý vị và chị em mỗi mà đi xét xử đi ra tòa thì quý vị phải có bồi thẩm đoàn, có mười bao nhiêu người đó, mười người hay 17 người hay mười mấy người thì tôi không nhận biết không rành, nhưng mà có bồi thẩm đoàn, không phải chỉ có luật sư, không có phải có chị biện hộ không thôi, nhưng mà phải có nhân chứng, rồi phải điều tra, ban điều tra, rồi có bồi thẩm đoàn, rồi có luật sư, rồi có ông quan tòa mới xét xử. Mà có những vụ án người ta vì tiền người ta có thể là ém hoặc là có những chứng dối, nhưng mà ở đây nếu mà muốn ghép tội ai á, là muốn ghét ai, không muốn ghép người ta một cái tội gì phải có hai nhân chứng, cái gì cũng phải có hai nhân chứng. Cho nên chúng ta trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21 đến câu 23, Chúa nói gì? Còn một, các người có nghe lời phán cho người xưa rằng người chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đó. Song ta phán cùng các người, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đó. Ai mắng anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công lệnh xử đó. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Vì vậy đấy, kinh khủng không? Không có được nói anh em mình là ngu, là khùng, là điên nha. Đừng có mắng anh em mình là ra ca. À. Đó. Cho nên đó là đáng bị tòa án xử. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu hành ý điều gì là nguyên nhân của sự giết người. Câu số 13 phần B đó. Nói đến gì? Nó tức giận đó, đó chúng ta nói tức giận ghen ghét, tức giận nó dẫn đến, nó đến mắng người ta, đây là dẫn giết người. Mà Kinh Thánh nói là lửa địa ngục là coi như là đáng bị hình phạt. Ai mắng anh em mình là đồ điên á thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt, ghê chưa? Kinh khủng không? Đừng có nói ai là điên là khùng nha. Đừng có dùng những từ mà ca đắng, những từ độc địa. Cái gì có nó có, không nó không thôi. Kinh Thánh nói, ông Phaolô nói đừng có thoát ra những lời ác, ác ý hay là những cái lời mà cay đắng mà. Nếu mà mình muốn nói gì thì nói những lời gây giận có ích cho người nghe đến. Có sự cay đắng, mà khi người cay đắng rồi nhìn biết liền người đó nó có cái hận thù đó, người đó không có bình an, chắc không bao giờ ngủ được. Rồi ở trong bài này nói gì,
Lưu ý để thấy sự hủy hoại do sự sợ hãi gây ra trong nhân cách con người, xin xem quyển 4 và bài 2B về sợ và những hiện tượng tâm lý. Còn câu Maria đoạn 2, Maria đoạn 23 đó chúng ta học rồi đó, thì Chúa Giêsu nêu một cái ví dụ về lịch sử về cơn giận và ghen ghét không kiềm chế của dân Do Thái. Ở trong câu 35 á, trở lại Maria đoạn 23. Câu 35 nói gì? Câu 35 nói là hầu cho hết hải máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất đổ về các ngươi từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Sachari là con của Barachi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Đây là Chúa Giêsu lên án trong cái lịch sử người Do Thái, dân sự của Chúa, những hàng giáo phẩm giết các đấng tiên tri. Sachari cũng bị giết, con của Barachi, rồi máu giết những người đó trong đền thờ, ở trên bàn thờ và ở bàn thờ, giết những người vô tội. Quý vị thấy cái hàng giáo phẩm này nó kinh khủng không? Nó ghê gớm. Và họ đây họ giết ai? Câu số 14 á. Giết ai? Họ giết Sarachi. Sarachi, ác đấng tiên tri. Hành động tàn bạo này xảy ra trong tòa nhà nào? Dạ, trong đền thờ. Đền thờ, vô tới đền thờ giết luôn, kinh khủng, kinh khủng lắm. Vậy những người giết ông sống tại đâu? Dạ, tại Jerusalem. Cho nên Jerusalem nó ghê dữ lắm, nó mấy hàng dấu phẩm này. Kêu mấy thằng luôn chứ ghê gớm lắm. Chúa rủa mà Maria đoạn 23 Chúa rủa, tôi không có nói thêm đâu, Chúa rủa hàng giáo phẩm khốn nạn. Thấy ngày là rất là khốn nạn, cho nên đó là mấy hình tướng này là coi như là kinh khủng. Chúa mà còn dám giết rồi không chi. Như vậy chúng ta thấy có thể tìm rất là nhiều ví dụ về tức giận và ghen ghét mất kiểm chế trong Kinh Thánh. Tuy nhiên mình đã thấy ở trong bài trước, bản thân cái giận không phải là tội, nhưng mà chúng ta biết Chúa giận khi Ngài dẹp sạch đền thờ. Chúa giận là giận, cái giận của Chúa là giận thánh bình, còn mình là giận ái nộ, mình là giận sắc thịt. Nhưng mình Chúa là Chúa giận gì? Tại sao họ đem vô trong đền thờ họ buôn bán, ở trong đền thờ họ buôn bán, cấm buôn bán mà họ vô đền thờ họ buôn bán. Cho nên Chúa nói nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân, mà sao các ngươi làm thấy lên thang được bước, cái đó là giận lúc. Còn nhiều khi mình giận thì giận sắc thịt, không phải là thánh nhân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy đó, ở đây chúng ta thấy đó, ở đây Chúa giận người Pharisee đó, là Chúa dọn sạch đền thờ. Mà theo văn đoạn 2 đó, giải ra, tôi làm văn. Văn đoạn 2 câu 17. Văn đoạn 2 câu 17 là Chúa nói vậy. Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nốt tôi. Trong đoạn 2 câu 17, sốt sắng là Chúa, cái điều gì khiến Chúa giận trước các tập tục bại hoại ở trong đền thờ quý ông bà anh chị em? Câu 15 phần A đó. Làm sốt sắng nhà Đức Chúa Trời ha, đúng không? Cái nhà của Chúa, để nhà của Chúa để mà thờ phượng Chúa, mà nó đem vô nó bán bò đổi tiền đổi bạc, rồi á là giống như một cái chợ trời ấm sầm. Rồi chẳng những nó mấy con bò, không lẽ nó đâu phải lúc nào nó cũng vậy đâu, nó đái, nó ỉa tùm lum tùm la, hôi thối đền thờ mà
trước cửa đền thờ mà nó làm chợ buôn bán. Mà ở đây ở đây Chúa nói trong Giăng đoạn 2 câu 17 là môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu đốt thôi. Mình đến đền thành thánh Chúa là mình sốt sắng. Cái sự hầu việc Chúa của mình sốt sắng, nóng cháy, mạnh mẽ. Nó làm cho lòng mình không còn nghĩ gì khác hơn là thờ phượng hầu việc Chúa. Nhưng mà bây giờ sao? Đền thờ Chúa, Chúa nói đền thờ ta, nó trở nên trộm cướp, nó quan du, nó không còn cái ý nghĩa để mà thờ phượng nữa. Giờ nó chỉ hết buôn bán, nó kiếm lời thôi. Cho nên những người tôi nghe mấy ông linh mục nói thôi, thời thế kỷ 15-16 coi như là Công giáo La Mã là nó thời kỳ hắc ám ấy. Thì mấy ông cũng nhận lỗi cái đó là thời kỳ đen tối mà mấy ông linh mục giáo hoàng muốn xây dựng mấy cái đền thờ, cái thánh đường nguy nga đó, cho nên phải cần tiền cho nên phải bán bùa xá tội bán bùa xá tội rồi cầu hồn rồi đó, thì cái đó phải bằng tiền. Ai có tội chỉ cần mua đóng tiền để mua bùa xá tội, thì họ nói cái đó là cũng là cái một cái hắc ám, cái sai lầm của giáo hội. Cho nên khi mà ông Martin Luther cách đây 500 năm, ông Martin Luther đó cải chánh giáo hội đó, ông cũng là linh mục, thì ông cải chánh 95 lượng đề mới như vậy đó, không thì mới có mấy ra là có tin lành, đi trở lại tin thánh là đi đúng cái đức tin của mình. Thì chúng ta thấy đó, khi mà cái nhu cầu người ta làm sai, đi đến sai, cho nên nó làm cho cái giáo hội nó không còn cái thần chính, cái giáo lý ở trong kinh thánh nữa, mà họ đi theo ý riêng của họ. Và đây những hàng giáo phẩm ở Jerusalem khi mà Chúa dọn sạch đền thờ đó, quý vị đó, chú bệnh rồi chú bính đó, chú nói nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện của môn dân mà sao các ngươi làm trở nên hang tổ cướp. Thì trong Dân đoạn 2 câu 17 nói lòng nhà của Chúa là phải để mà lòng của mình như thiêu như tốt, mình phải xuất sắc. Nhưng mà cái này thì sao, làm cho ô uế. Cho nên vì vậy Chúa giận đây là giận thánh, tại vì làm cho nhà, nếu nói nhà ta mà, nhà của cha ta mà làm sao ra phải hơn. Tôi cứ giống như mấy đứa nhỏ cha mẹ đi vắng ở nhà, nó dẫn bạn bè học nó vô, nó ăn chơi pha đì, nó dọn dục đồ tùm lum hết. Rồi mình đi về mình thấy cái nhà nó không còn một cái nhà nữa, nó trở thành một cái gì? Bình địa luôn, phải không? Cho nên thì cha mẹ làm gì cũng phải giận chứ, phải không? Thì đây ở đây nói là ở trong dân nói là lòng sốt sắng về nhà Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37 đó, trả lại Ma-thi-ơ đoạn 37 cho chúng ta chứ Chúa giận sự giả hình. Chúa giận về sự giả hình của những người lãnh đạo tôn giáo chính trị vì họ làm gì? Không. Vì họ yêu thương của Ngài dành cho dân sự, tình yêu của Chúa dành cho dân thể, cho nên Chúa giận. Mình thương con mình nhưng mà lúc mình cũng phải giận, mình thương nó mình cũng giận nó, tại vì nó không nghe, nó không làm theo mình, cũng mặc dù mình yêu thương cho mình cũng bực bội. Mình bực bội. Như vậy thì chúng ta thấy là Chúa cũng vậy, cái tình cảm của Chúa dành sẵn cho dân sự của Chúa, nhưng mà họ không biết. Nó bao nhiêu lần Chúa giống như Ngài mẹ rút ra con ở trong cánh của Ngài mà họ không nghe. Như vậy thì chúng ta thấy đó, tình yêu của Chúa không phải là loại tình yêu chỉ biết mỉm cười triều mến trước tội lỗi, như trong Hebrew đoạn 12. Quý vị mở ra trong Kinh Thánh
Hebrew là 12 câu 6. Câu chăm đọc nữa khác. Có sửa phạt kẻ ngày yêu. Thế mà ngày nhận làm con thì cho roi cho giọt. Ok. Vì Chúa sửa phạt kẻ ngày yêu, hễ ai mà ngày nhận làm con thì cho roi giọt. Con cái hay lương của hiệp. Con cái mình thương nó, nhưng mà mình cũng ở đây Mỹ thì không cho đánh, nhưng mà mình cũng phải có cái kỷ luật, mình phải có discipline, mình có cái rules, mỗi gia đình ở trong nhà đều có cái đó, có cái luật lệ rõ ràng, quá không phải là khi mà con cái mình ở trong nhà mình chưa đúng 18 tuổi thì nó phải nghe mình, nghe cha mẹ, phải honor, phải coi như là obey, ha, đúng không? Con cái phải nghe lời cha mẹ. Thì chúng ta thấy ở đây lời Chúa nói Chúa thương mới cho roi cho vọt. Mà mình có kỷ luật, mình đây mình không đánh được, nhưng mà mình có kỷ luật cho con cái, mình nhắc nhở con cái, mình phải nó làm giỏi thì mình khen, còn nếu mà nó làm sai thì mình phải có cái biện pháp, mình kỷ luật. Thì ở đây Chúa cũng vậy. Đối trước dân sự Chúa, họ làm sai, họ làm những điều tội lỗi thì không thể nào mà Chúa mỉm cười nó hô, còn khuyến khích nó, mày làm đi thì làm đi. Có những cha mẹ thấy con cái nó giỡn hết, khách đến rồi nó giỡn hết, nó giỡn lên đầu cổ quen rồi, cái khách đến rồi nó cũng làm vậy thì sao, không có được. Mình thương nó, mình làm con bò con trâu để cho nó leo lên lưng của mình thì lúc không có cách thôi. Chứ mà có cách đến mà nó cũng bắt mình làm con bò con trâu để nó cởi rồi thôi là thằng này hết biết rồi, đúng không? Không được, không có chịu được cái chuyện đó. Quý vị nhớ rồi, còn nhỏ không thích làm trâu làm bò, cho con nít leo lên lưng mình nó cởi á, thì đi vòng 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 bò ở trong nhà vậy đó. Nhưng mà đó là thương, mình thương con mình lúc mà không có ai. Nhưng mà khi có khách đến mà con nó bắt mình làm giống trâu bò như vậy thì đâu có được đó, không được. Phải ngăn, hoặc là không có thể làm chiều theo ý con được. Như vậy cho chúng ta biết Chúa là làm gì. Câu Chúa làm gì? Câu 16 phần A đó, Chúa làm gì? Dạ, sửa phạt những người ngài yêu. Chúa sửa phạt. Chúa phải có biện pháp. Chúa phải sửa phạt. Mà Chúa thương mình mới sửa thôi, chứ còn người dân chả ai làm gì. Giống như giờ trong nhà thờ đi, nhiều khi mình thấy con nít mình la gầy mít lòng lắm, rất là mít lòng, nhưng mà trong hội thánh là người lớn tuổi thì có thể nói thì mình nể, nhưng mà nhiều khi cũng bực. Nó là con của tôi dạy, tôi có giờ dạy đâu, mắc mớ gì. Có nhiều người họ cũng mắc lỗi, họ thương con họ cũng mắc lỗi, nói ông là cái gì mà mắc lỗi, hay là bày đặt dạy đời, hay là dạy con tôi, nó không, con tôi để có tôi dạy. Cho nên mình cũng tế nhị, mấy cái đó mình cũng nên tế nhị. Mình đừng có gặp ai cũng bắt lỗi bắt phải rồi dạy dỗ cái đó, không ưa. Ở bên Mỹ này chừng nào năm mờ người ta nhờ mình thì mình mới làm tư vấn hay là mình góp ý thôi, còn người ta không nhờ mình thôi, chuyện của họ, đừng có xía. Nó gặp phiền phức lắm, thì người ta nói là ô con cháu á, thì mình nhắc nhở được, mà con người khác á là phiền lắm, rất là phiền. Mà con người dân á, mà mình đi nói làm cái gì, mình không nên nói, để cho cha mẹ họ dạy, cho nên đừng xía làm gì, xía phiền dữ lắm. Mà chỉ có con của mình mới dạy thôi, chứ mình đi dạy con người ta làm gì, đúng không? Đâu mắc mớ gì, nó đâu liên hệ gì với con mình đâu, mình dạy. Cho nên á, Chúa ý, Chúa nói trong câu kinh thánh này, Chúa thương mình là con thiệt á, thì phải bị sửa trị. Chứ con mà con ngoại tình, là con người dân, mình mắc mớ gì, mình không có liên hệ gì. Không liên hệ gì, cho nên mình không có muốn xía vô làm gì đâu. Cho nên cái bổn phận mình làm con hồi nhỏ
bực dữ lắm, mấy người mà hàng xóm là những người lớn mà gặp dạy dỗ rồi mà bực lắm, chỉ có cha mẹ mình mới có tư cách dạy dỗ mình thôi. Nhưng mà có nhiều người họ cũng kiếm chuyện hay là bực bội hay muốn dạy đời, thầy đời đi chứ. Nhưng mà thật ra là nếu mà là cha là mẹ dạy mình thì mình lắng nghe. Còn từ khi những người nào mà có những cái lời hay ý đẹp thì mình nghe. Nhưng mà ở đây ý Chúa nói là con thật á, thì Chúa mới nhắc nhở. Chúa thương mà, Chúa thương mỗi Chúa mới sửa trị để cho mình tốt hơn. Là cha là mẹ cũng vậy. Nên khi mà hồi nhỏ mình không biết, khi cha mẹ mình la gầy quýnh mình thì mình nhiều khi mình giận mình không ăn cơm, rồi mình giận mình không thèm nói chuyện luôn. Nhưng mà sau đó rồi thì hết giận thì thôi, thì cũng là cha mẹ mình đúng không? Nhưng mà tại vì cha mẹ mình thương mình mới dạy mình thôi. Sau này giờ mình lớn lên, mình có con cái, mình biết, mình hiểu được. Hiểu hồi xưa mình còn nhỏ, mình cũng vậy thôi. Cho nên là cha là mẹ là mình là nhắc nhở mình, hướng dẫn mình. Cho nên mình mới được như ngày hôm nay là mình cũng cảm ơn cha mẹ mình, đúng không? Hướng dẫn mình thì cha mẹ mình mới dạy dỗ mình, còn hàng xóm mình dạy làm gì, đúng không? Thì đây ý Chúa nói là Chúa yêu thương mình, Chúa dạy dỗ, Chúa có cách của Chúa, đó là Chúa thương đó. Còn thôi Chúa bỏ luôn là tiêu, giống như Judas Iscariot nó ngoại trừ 11 người, 11 môn đồ, còn ngoại trừ là con của sư không mất là tiêu à, Chúa bỏ rồi là tiêu luôn á, là coi như là không để ý luôn á. Cho nên đó là Chúa còn thương mình, Chúa còn nhắc nhở mình để cho mình biết mình ăn năn, mình quay trở lại mình thầu về Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa yêu thương thì Chúa sẽ xử phạt, nhưng mà mình đừng có giận Chúa. Giống như cha mẹ thương con mới nhắc nhở con, chứ con người dân không có không đâu mà dạy dỗ người ta chửi mình nữa. Nó nói con của người ta đâu phải con mình đâu mà dạy. Cho nên là gọi như là ăn cơm nhà mà đủ gài làng xóm hay là gác gài voi, cái đó là không được. Nhưng mà Chúa nói là cha là mẹ thì nhắc nhở, khuyên lên, sửa phạt, hay là có kỷ luật để trở nên người tốt. Và Chúa yêu thương mình, Chúa cũng muốn mình trở nên người tốt. Nhưng mà những hàng giáo phẩm này, dân sự Jerusalem nó nghe. Chúa nói bao lần Chúa nhắc nhở, Chúa túc giống như gà mẹ, túc gà con, nhưng mà họ không bao giờ họ không bao giờ để ý. Cho nên tối hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. Xin Chúa giúp cho mình, nhất là những người thân mình, những người thân, nhất là cha là mẹ mình, khuyên lên, nhắc nhở, cầu nguyện cho mình, thì mình nghe. Hoặc là có những người lớn, trưởng thượng ở trong nhà thờ, những người gương mẫu, khuyên lên, nhắc nhở mình cảm ơn. Còn người ngoài mà có những người họ muốn tài lanh, muốn thầy đợi, thì mình cũng nên tránh xa mấy người đó. Rồi nếu mà Chúa, thường thường là Chúa luôn luôn thương mình, Chúa nói yêu cho mình đến cuối cùng mà. Cho nên Chúa không bao giờ Chúa bỏ mình. Cha mẹ cũng không bao giờ bỏ con, chỉ có con bỏ cha mẹ thôi, chỉ có mình bỏ Chúa thôi, chứ Chúa bao giờ Chúa bỏ mình. Cho nên Chúa thương mình, Chúa nhắc nhở, Chúa khuyên em. Và lời của Chúa tối hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng có thù, đừng có ghét, chúng ta hãy yêu thương như Chúa đã yêu. Và khi chúng ta ghét thì Kinh Thánh ông trong dân thứ nhất ông nói là nếu mà mình ghét cũng là phạm tội giết người đó. Mà cái người giết người thì không có sự sống đời đời. Đừng có làm như các anh, kẻ thuộc về ma quỷ, giận dữ ghét em mình. Vì sao người ghét đi? Vì việc làm người là dữ, việc làm của em người là công bình. Cho nên nếu mà người khác họ ghét mình á, mình đừng có ngạc nhiên, tại vì mình thuộc về Chúa. Cho nên
Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi tối hôm nay giống như Chúa, yêu thương. Nhưng mà có những lúc mình giận tánh thiện á, giống như Chúa là mình giận ngay thẳng á thì đúng, nhưng mà đừng có giận sai ha. Con người mà cũng có giận, có buồn, có yêu chứ không phải. Nhưng mà Chúa cho chúng ta yêu thương giống như Chúa, và xin Chúa cho chúng ta đừng có giận ha. Đừng có giận, mà khi mình nổi giận á, nặng giận rồi thì nó dẫn đến cái tai hại là sự chết, giết người. Cho nên xin Chúa cho mình, là Chúa thương mình, Chúa cũng sẽ sửa trị ha. Sửa trị mình đừng có buồn, tại vì Chúa lúc nào Chúa cũng thương mình. Chúa muốn thương mình, Chúa mới cho phép những điều đó xảy ra trong đời sống mình. Xin Chúa cho chúng ta biết cậy ơn Chúa để mà hầu việc Ngài. Rồi, tối hôm nay chúng ta học nhiêu đó thôi. Xin mời con Bích cầu nguyện rồi chúng ta sẽ kết thúc ha. Con kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời, là đấng mà chúng con kính yêu, chúng con phục sự, chúng con thờ lạy. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa thương chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con. Mỗi tuần Chúa cho chúng con còn có cơ hội thuận tiện thì giờ để chúng con học hỏi về lời của Chúa. Chúa thương chúng con, Chúa muốn dạy dỗ, nhắc nhở chúng con trong cuộc sống hàng ngày phải có tình yêu thương giống như Chúa, đừng thù ghét, đừng nhẫn hờn. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con học mỗi ngày, chúng con biết ghi nhớ và áp dụng những lời của Chúa vào tâm trí, tấm lòng chúng con, để đời sống chúng con sống xứng đáng làm con của Chúa, được làm sáng danh Ngài, để những người bạn hữu láng giềng nhìn thấy biết chúng con là con cái của Chúa. Vì chúng con làm theo lời Chúa, chúng con biết yêu thương giúp đỡ những người gặp khó khăn, và chúng con luôn luôn giúp đỡ những người già yếu, bệnh tật, để chúng con sống được làm những hiển nhân Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em chúng con trong hội thánh Lộc So. Chúa thêm sức mới cho chúng con, những người lớn tuổi. Trong năm mới này, Chúa cho tất cả anh chị em chúng con đều được bình an, mạnh khỏe, để hàng tuần chúng con được đi thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Mới cho chúng con, để chúng con được mạnh mẽ, được cất cánh bay cao như chim mưng, đi mà không mệt nhọc, chạy mà không mệt mỏi. Chúng con được khỏe mạnh để chúng con đi thờ phượng Chúa, được sức sẵn mạnh mẽ hơn trong năm mới này. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến những ai có sự yếu đuối, bệnh hoạn trong thân thể. Con cầu xin Chúa Ngài biết hết chúng con có cần những điều gì. Chúng con cầu xin Chúa thêm cho chúng con được có sức mới, được có sức khỏe, luôn luôn được khỏe mạnh. Ai có bệnh tật trong người, xin Chúa cũng đặt tay nhân từ của Ngài chữa lành bệnh cho chúng con. Xin Chúa thêm sức cho cô Chanh được dồi dào sức khỏe, để cô được đi nhóm lại với chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa, con thấy Chúa có nhận lời cầu xin chúng con. Chúa cho cháu ngoại cô Chanh được hết bệnh đầu tai. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cũng thêm sức cho con được khỏe mạnh. Chúa ơi, con có đi bác sĩ, hôm nay con có gặp bác sĩ cho biết kết quả là con cũng được bình thường, không có thấy bệnh gì hết, không có bị chứng cancer hay là nhiễm trùng gì. Nhưng vì lớn tuổi, sức khỏe yếu kém mà thôi. Chúa ơi, con nghe con rất vui mừng, cảm tạ Chúa. Xin Chúa bổ sức lại cho con được khỏe mạnh, có sức khỏe tốt, để con được đi nhóm thờ phượng Chúa. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Xin Chúa cũng ban phước cho tôi tớ Chúa
gia đình, được người vợ sức khỏe, được đầy ơn của Chúa, để ông hành từng, ông dùng lời của Ngài chia sẻ lại cho chúng con, dùng lời Chúa dạy dỗ, nhắc nhở đời sống chúng, tâm linh chúng con, để chúng con được tăng trưởng, đức tin chúng con được mạnh mẽ, để bước theo Chúa một cách hăng hái, nóng cháy. Chúng con hầu việc Chúa cho đến ngày chúng con được gặp Chúa, con cảm ơn Cha nhiều lắm. Xin Cha ở cùng mỗi gia đình, mỗi người chúng con, và ngày mai chúng con cũng có học lời Chúa. Xin Chúa mở trí, mở lòng chúng con, cho chúng con biết ham mến lời Chúa. Chúng con chăm chỉ học hỏi lời Chúa, xin Chúa mở trí khôn ngoan, thân sáng và trí nhớ của cho chúng con, để chúng con học lời Chúa, chúng con được nhớ, chúng con được làm theo lời Chúa dạy, để đời sống chúng con sống đẹp ý Ngài. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Nhà này con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Ta cầu nguyện chung. Là Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay gặp ơn của Ngài. Xin tha tội lỗi chúng con, vì chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah, kinh khen Giêsu. Hallelujah, amen. Hallelujah, kinh khen Giêsu. Dứt dây chúng con hoài. Amen. Dạ, xin chào cô Trâm, chào cô Bích. Chúc hai cô ngủ ngon nha. Gặp lại ngày mai. Dạ, cảm ơn mục sư. Dạ, dạ, gặp lại ngày mai. Xin chào cô Hiệp, chào chị Hồng Linh, chào chị Thi Na, chào tất cả quý ông bà chị em, gặp lại thứ năm tuần tới nha. Chúa ban phước cho. Good night.